Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin phiên xử Nguyễn Duy Linh, một phiên tòa kỳ lạ. Sáng ngày 6 tháng 11 năm 2021, tòa án tại thành phố Hà Nội đã tuyên phạt cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Việt Nam, ông Nguyễn Duy Linh mức án 14 năm tù giam, không khác với đề nghị của Viện Kiểm sát từ 13 đến 15 năm tù. Và quá khác với nhận định của có thể tờ hình của báo chí khi khởi tố vụ án. Cựu thiếu tá an ninh blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh có bài bình luận về những điều kỳ lạ của phiên tòa này như sau. Mặc dù đây là một sự kiện lịch sử chống tham nhũng khi một nhân vật có thể gọi là cách khôi hài là trùm tình báo với một gia thế đầy quyền lực suốt bao nhiêu năm mà vẫn phải sổ khám. Nhưng chắc đã gây thất vọng cho bao người rằng hàng tin vào sự nghiêm minh ít nhất của pháp luật bởi diễn biến kỳ lạ của nó. Đây là hình ảnh nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Đại tá Nguyễn Duy Linh tại tòa. Một phiên tòa kỳ lạ được báo hiệu ngay từ trước khi Nguyễn Duy Linh bị bắt. Để có thể kỷ luật, khởi tố và bắt đều rất khó. Từ tháng 4 năm 2021, Vũ Nhôm và Hồ Hữu Hòa đều bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Tuy nhiên, màn kỳ lạ đã khởi nguồn ngay từ đây. Đó là không có kẻ bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Một tội danh luôn phải gắn liền với đưa hối lộ, theo logic tự nhiên, cũng như quy định trong bộ luật hình sự tại Việt Nam. Nguyễn Duy Linh khi đó được báo đưa tin dưới dạng mật danh NDL, trước đó đưa họ tên đầy đủ nhưng rồi đã bị xóa đi. Là người bị cả Vũ và Hòa khai ra là đã nhận hối lộ. Xong do với lý do thời hạn điều tra đã hết, nên Linh nghiễm nhiên tạm được vô can. Chưa hết, khi không còn đề nghị được Linh, cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương xem xét xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền đối với ông NDE. Thế nhưng, ngày tháng qua đi, tìm mỏi mắt chẳng thấy báo chí đưa tin có kỷ luật NDE hay không. Khởi tố, bắt rồi, vẫn khó. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2021, các báo đưa tin cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố Nguyễn Duy Linh, nhưng chỉ nói là nguyên cán bộ Bộ Công an, không có thêm thông tin gì khác về thân nhân. Riêng hai báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên thì đưa rõ rằng nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Duy Linh bên phải là con trai ruột của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày hôm sau, 16 tháng 6, có tin Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã xác nhận cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. Linh nhưng không hề có một thông tin gì về việc bắt, khám xét, ảnh bị can lại càng không có. Vào ngày 21 tháng 6, quá bất ngờ, Bộ Công an cho biết đã có kết luận điều tra, nghĩa là chỉ hỏi cung trong có 6 ngày mà đã xong. Tuy nhiên, Linh chỉ khai có nhận quả lặt vặt, không khai có nhận tiền từ Vũ. Và khó ở chỗ bị can không nhận tội, mới chỉ hỏi cung có vài ngày mà lại sao lại phải vội kết luận điều tra đến như vậy. Câu hỏi này có thể được sẽ được làm rõ ở phiên tòa. Và ra tòa rồi thì khó tòa càng kỳ lạ hơn. Đó là khó hiểu đầu tiên là tình trạng bệnh tật của Nguyễn Duy Linh. Có hẳn một bài báo nêu chi tiết bệnh suy tim có tiền sử nối 4 kích cầu tim phổi. Rồi những loại bệnh trong hiện tượng mà cần phải giấu không cho Nguyễn Duy Linh biết, rồi cần chăm sóc y tế đặc biệt và liên quan đến cả bệnh truyền nhiễm nữa, rất nặng, có thể tử vong luôn. Lại còn có đề nghị cho vợ bị cáo Linh tới tòa để xét nghiệm, trong khi đã có 2 tháng trước đó ở bệnh viện, sao không xét nghiệm. Vì những lý do đó, luật sư đề nghị hoãn phiên tòa. Linh còn có 2 tháng nằm bệnh viện ở Bộ Công an trước khi ra tòa đã có văn bản của bệnh viện vào ngày 27 tháng 10 thông báo về bệnh tim và bệnh hiểm nghèo khác. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc AVG Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng với hành vi hối lộ hơn 3 triệu đô la, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng, chỉ bị có 3 năm tù giam, một bức án không thể hài hước hơn. Ngoài ra, cũng giống như Nguyễn Duy Linh, Phạm Nhật Vũ được ở bệnh viện thay vì ở tù, thậm chí được phép vắng mặt trong phiên xét xử vì lý do sức khỏe yếu. Khó hiểu là tại sao Nguyễn Duy Linh là một lãnh đạo cơ quan quan trọng như vậy, suốt bao nhiêu lâu nay vẫn đảm đương công việc, lên chức vù vù, thì đúng một cái khi xảy ra việc khởi tố Vũ trước đó mấy tháng về tội đưa hối lộ,
ngày 22 tháng 4 mới phát hiện hàng loạt bệnh đặc biệt hiểm nghèo như vậy và vào viện nằm tới khi ra tòa. Nhưng theo tòa, vào sáng nay, trước khi phiên xét xử diễn ra, lực lượng y tế đã kiểm tra xác định bị cáo Linh có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa, nên bác đề nghị của luật sư. Khó hiểu tiếp theo là động thái của tòa liên quan đến sức khỏe của Linh. Vì là một vấn đề hết sức đặc biệt về sức khỏe của bị cáo, tại sao tòa không công bố nội dung công văn của bệnh viện như lực lượng y tế để kiểm tra sức khỏe của Linh là đâu ra, có quyền hạn trong tố tụng để giám định y tế hay không? Sao không mời giám định độc lập hoặc là không phải là của công an? Bệnh gì liên quan đến cả truyền nhiễm mà không sợ lây ở tòa hay sao? Câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Người ta có quyền nghi ngờ câu chuyện sức khỏe chỉ là màn câu giờ, nhưng nếu tòa và cả viện kiểm sát không có cách làm rõ thì không thể hiện sự nghiêm minh, thậm chí không loại trừ khả năng sau phiên tòa bị cáo tiếp tục được tạm giam rồi thi hành án tại bệnh viện. Nhận tội và có thể thoát tội. Có lẽ sau khi không thể câu giờ được nữa, Nguyễn Duy Linh đã phải nhận tội. Đây là hình ảnh sau khi Nguyễn Duy Linh nhận tội, Phan Văn Anh Vũ cũng nhận tức nhận theo với màn thẩm vấn ngắn ngủi chưa từng thấy của hội đồng xét xử. Thế nhưng hàng loạt sự lạ lại tiếp tục diễn ra, từ sự mềm mỏng của tòa cho đến việc bỏ qua những yêu cầu cực kỳ quan trọng. Khi tòa hỏi lại để xác định Linh đã nhận tội thì bị cáo chỉ gật đầu hai lần, nhưng tòa cũng không hề nhắc nhở và yêu cầu phải xác nhận bằng lời, quá khác so với các phiên tòa khác. Đặc biệt với một bị cáo có quá trình hỏi cung quá ngắn, không nhận tội, thì khi phải nhận tội trước tòa, việc phải thẩm vấn để xác định diễn biến của các hành vi phạm tội là vô cùng quan trọng. Hơn nữa, với mức độ vi phạm của vụ việc, mức án cao nhất là tử hình của tội danh, thì có lẽ ra tòa phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại. Nhưng đã không có chuyện đó. Và hiện tượng này có lẽ đã trả lời phần nào cho lý do vì sao quá trình hỏi cung lại ngắn chưa từng thấy. Thêm nữa, sau khi Linh nhận tội, Vũ cũng lập tức nhận theo, đồng thời cho biết có nhiều việc khó nói, mong hội đồng xét xử thông cảm. Đây là tình tiết hết sức quan trọng, sao không thấy tòa đi sâu thẩm vấn. Với Nguyễn Duy Linh, vị trí công tác hoàn toàn không thể quyết định được vấn đề của tội trạng Vũ Nhôm, nên việc chạy án bắt buộc Linh phải liên hệ với đối tượng khác có vị trí liên quan, thậm chí còn cộm cán hơn cả Linh. Như vậy càng cho thấy yêu cầu biết Linh sử dụng số tiền ra sao và đưa cho những ai, quan trọng tới mức nào, không làm được những điều đó, khả năng lọt tội với Linh và thoát tội với đối tượng khác là rất có thể. Đây là hình ảnh trong phiên tòa ở Đồng Tâm, cả hai người con của cụ Lê Đình Kình đều bị xử tử hình là Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Ngoài ra, Linh cũng có thể phạm tội như tiết lộ bí mật công tác khi nhắn nhủ Vũ nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian ngắn, cố gắng qua nước châu Âu, thậm chí còn có thể cả tội danh khác nữa liên quan đến việc này và có thể phải chịu mức án cao hơn nữa. Vậy mà điều đó đã không lấy được ra ở phiên tòa. Mức án thì thật là cũng quá lạ. Cuối cùng, bản án 14 năm tù với Nguyễn Duy Linh là quá nhẹ với một tội danh nhận hối lộ, đã quy định tại khung hình rất rõ ràng, chỉ từ 1 tỷ đồng trở lên là bị 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, điều số 354. Trong khi Linh nhận là ít nhất 5 tỷ đồng. Trong khi đó, Linh còn thể hiện không thành khẩn khai báo và nhận tội trong suốt quá trình từ trước khi chưa khởi tố cho tới trước phiên tòa. Đó là tình tiết tăng nặng, còn tình tiết giảm nhẹ như báo đã nêu cũng không thể giúp bị cáo được giảm nhiều tới mức đó được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 với bản tin phiên xử Nguyễn Duy Linh, một phiên tòa kỳ lạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.